Đây là mình có sườn miếng với lại sườn mỡ hả cô? Dạ đúng rồi. Có hai loại ha. Hai loại. Dạ. Với sườn cộng luôn. Sườn cộng rồi nướng rất sớm á. Dạ. À, hết rồi. Giờ này hết rồi ha. Dạ, dạ nướng hết rồi. Giờ còn sườn nạc, sườn mỡ không ạ? Dạ. Trời ơi. Cái này là nạc nè. Dạ. Cái này nạc nè. Cái này là mỡ nè. Dạ. Rồi sườn cộng thì nướng hết rồi. Dạ. Cái màu sườn lên nhìn thấy hấp dẫn quá. Đẹp không? Quá đẹp luôn cô ơi. Màu sườn lên thấy đẹp ghê hồn không? Dạ. Nó bán đây cũng mấy năm rồi. Dạ. Cô là mẹ hả? Không có. Dì hai nướng thịt trước đó. À. Dạ. 5 giờ rưỡi nấu cơm là 4 giờ tôi mới nướng nha. 4 giờ nướng bán mới kịp, chứ nướng trễ là bán không kịp. Dạ. Tại vì sáng là 5 giờ rưỡi học sinh nó bu lại mua về đem về cho nó nhiều lắm. Dạ. Sáng là 5 giờ rưỡi là người ta bu lại đem về cho con người ta học á. Dạ. Nướng trễ thì không đủ bán. Dạ. Yeah. Nướng 4 giờ là nướng rồi. 5 giờ rưỡi có cơm. Mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video clip tiếp theo của em. Sáng hôm nay thì em đang có mặt trên con đường Hàm Nghi, phường Bình Khánh của thành phố Long Xuyên, An Giang đó cô chú anh chị. Thì buổi sáng đi dọc dọc con đường này, em thấy có cái quán cơm mà bà con cô bác ghé dùng cũng rất là đông luôn. Ở đây là quán cơm Liên của chú anh chị bạn. Ở đây ngoài cơm ra thì phía bên đây là có bán bún cua với phanh giò luôn nè cô chú anh chị bạn. Hai tủ luôn nha. Một bên là tủ cơm thịt, một bên là tủ bún phanh giò. Ở đây có cơm tấm nhuyễn, cơm sườn mỡ, cơm gà, sườn cộng, bún thịt nướng đồ đầy đủ luôn. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị các bạn cùng đi vào phía bên trong để tham quan ở phía trong nha. Phía bên tủ bún cua thì nè, phanh giò với chả với cua. Còn tủ cơm bên đây thì có trứng sườn với lại thịt của thịt khè của cơm tấm đó cô chú anh chị. Rồi nước súp. Tôm sườn với tôm thêm. À, có bắp nè, đi sườn với bầu luôn cô chú anh chị. Bữa nay là ngày chủ nhật đó cô chú anh chị bạn. Giờ này thì quán cũng khá là lô bu ha. Ồ, có bún thịt nướng luôn ha. Tô bao nhiêu em? Tô bún thịt nướng 22 hả? Cơm là cũng 22 luôn. Rồi bún cua bên kia là nhiêu? Dạ 25. Bún cua 25 ha. Anh thấy là để là buổi trưa có mắm chưng là ở đây là có bán cơm phần buổi trưa luôn hả? Như là cơm, có đậu cơm đậu món luôn đó anh. À. Dạ, 10 giờ là có rồi đó. Cơm đầu món là sao ta? Đầu món miệng cũng kia giống như là cơm phần vậy đó. À. Cũng 22 ngàn thôi, một phần luôn. 22 ngàn phần luôn. Cho bán hàng đi mẹ ơi. À, chị gái ở phía trong thì sắc thịt với trứng. Đưa qua em trai ở đây thì chan nước nè cô chú anh chị. Chan nước gấp bì với mỡ hành đầu đó nha. Để em quay cái không gian quán cho cô chú anh chị bạn xem. Hôm nay ngày chủ nhật, quán cũng khá là đông đúc ha. Ở đây tới 5-6 người nhân viên rồi cô chú anh chị. Để cơm tấm nhìn hấp dẫn quá. Cơm sườn cơm tấm thì cũng đồng giá 22 hay gì? Đồng giá hả? Cơm lớn sườn cộng là 30. Dạ, sườn cộng 30 ha. Ôi, tay bưng hai dĩa luôn ha.
quá trời đông rồi. Chăm nhà với tắm với sò. Phải ba loại trứng á. Là bữa nay em lấy gì con? Là trứng chả, trứng chiên với lại trứng kho luôn. Vậy là bữa nay em không ăn thịt ha. Dạ. Dạ, của anh coi lại đó. Dạ, trứng kho luôn nè, trứng chiên luôn nè. Trứng ốp la luôn đó. Ba loại trứng luôn ha. Ôi rồi thêm miếng hoa hành nữa. Chỉ cơm trứng không rồi cô chú anh chị mà ba loại trứng nha. À. Là để luôn mà. Trứng chiên, trứng kho với trứng ốp la luôn. Rồi rồi. Dễ gì nhiêu? Dễ 30 nè anh. 30 ha. Quá trời hấp dẫn luôn. Hai dĩa người bói cơm, người sắc thịt. Đâu anh đây là gấp vô chua. Ba người làm mới kịp cô chú anh chị bạn. Quá đông luôn rồi. Mình có bưng vòng vòng khu vực này luôn ha anh trai? Dạ có, em bưng hết à. Cảnh trong, cảnh ngoài em bưng hết. Cảnh trong, cảnh ngoài bưng hết ha. Khoảng trong vòng bán kính bao nhiêu km ha? Ở đây là cuối đường Hoàng đó. Đây là qua vòng vòng ở ngoài chợ luôn. À, vòng vòng khu vực của Bình Khánh. Cái này đợi cái này. Rồi, cái gì đây vậy? Gì đây em cái? Dĩa cơm thêm, để bì với chả với chua. Đồ ăn này đợi hết. Bữa nay chủ nhật của chú anh chị bạn ơi, quán nói chung cũng rất là đông, đứng ở trong quay chung cũng hơi khó, kiểu như mình cản trở người ta cũng rất là kỳ luôn của chú anh chị bạn. Bây giờ em đứng ở phía ngoài em quay cho cô chú anh chị bạn xem thôi nha. Chỉ cơm gì là 22 ngàn hả? Hôm nay 27 ngàn. 27 là có trứng chiên thì là 27 ngàn. Là 27 anh. Dạ. Một tấm nhỏ, một tấm lớn. Tấm lớn anh. Này là bưng đi nè cô chú anh chị các bạn. Là bưng đi thì sử dụng cái đồ này ha. Dạ à, cái này là để những cái dĩa cơm lên. Cô chú anh chị các bạn. À, để được 2-4 dĩa. Bốn năm người quá trời đất rồi. Tấm lớn tấm nhỏ này qua phía bên đây coi chị gái chặt thịt đây cô chú anh chị bạn. Ở ngoài nhìn vào thì nó hơi mờ đó cô chú anh chị. Bây giờ em sẽ đi qua bên phía cái tủ bún cua của chú chị bạn ơi. Tủ bún cua phía bên đây nha. Bún vô cái ống trụng. Sau đó để rau vô.
đó thì có tàu hủ với quyết cô chú anh chị bạn. Thôi vậy là 25.000 hả chị? Bao ngon của Bình Khánh luôn hả? Trời ơi quá dữ ha. Cơm thêm như là như 5.000 có tí xíu thịt với bì. Vừa có thịt sườn mà có vừa thịt tấm luôn ha. Vậy là nhiêu? Dạ 22 đồng giá luôn anh ơi. 22 rồi. Không bì rồi nha. Không bì hả? Không, mình cho chua nữa hàng đó. Mình để cho chua nó bì. Bán không bì này. Ồ, có một dĩa cơm cháy mà sườn thịt nữa nè cô chú anh chị bạn. Thịt sườn nữa nha. Nói lại bà Trang. Cơm thêm gì vậy là nhiều thêm anh? À, 10.000 thôi. 10.000 đó thì nãy giờ em có giới thiệu cho cô chú anh chị bạn quán cơm Liên nằm trên đường Hàm Nghi thuộc phường Bình Khánh thành phố Long Xuyên An Giang đó. Đây em có kêu ra một dĩa cơm sườn nè ha. Dĩa gì có giá là 22.000 cô chú anh chị bạn. Ở đây thì cơm tấm cơm sườn là đồng giá 22.000 đó, chỉ có sườn cộng là 30 thôi. Rồi bây giờ thì mình chan nước mắm mình dùng thôi. Ở đây là quán sử dụng cơm tấm nhuyễn cô chú anh chị bạn. Hàng tấm rất là nhuyễn luôn á. Nên là buổi trưa thì ở đây có cơm phần đó cô chú anh chị bạn. Anh thấy để là buổi trưa có để là mắm chân nữa nha. Mời cô chú anh chị bạn nha. Đây sử dụng cơm tấm mà nhuyễn là cô chú anh chị bạn. Rất là ngon của chú anh chị bạn ơi. Sườn ở đây ớt cũng rất là ngon nha. Cơm tấm nhuyễn.